Mai. Xin kính chào quý khán giả của Đài Việt Nam American TV Television trên băng tần 57.3. Trong chương trình thi ca Việt Nam hôm nay. Một tuần lễ đã trôi qua, nhưng trong một tuần lễ thì Hồng Mai có cái gì vui không? Còn có vui buồn lẫn lộn cô. Còn cô thì là trả lời điện thoại, không biết làm sao mà bà con biết là cô số điện thoại của cô. Ờ vậy kìa. Mà trong khi cô không có để lại điện thoại ở trên đài. Wow. Trong cái chương trình vừa rồi đó thì quý khán giả rất là yêu thích trong cái đề tài mà cô nói đến tuổi thơ. Dạ vâng. Cô không có thể tưởng tượng được quý vị này theo dõi một cách tỉ mỉ như vậy. Và đó là một cái niềm hạnh phúc cho mình. Bởi vì người ta có thương yêu mình, người ta mới để ý và theo dõi cái theo chương dõi cái chương trình. Và mỗi một cái chương trình của mình là mình làm cái gì. Và nhất là những các phụ huynh đang là cái tuổi mà trung niên. Trung niên dạ. Thì quý vị đã thích lắm. Quý vị nói rằng quý vị rất ngạc nhiên tại làm sao mà phải gọi là bà Trúc Minh chứ đừng kêu, bởi vì có lẽ là bà nằm bà nội bà ngoại rồi. Mà trên thực tế nó là như nằm vậy. Nằm bà nội bà ngoại dạ. Và muốn cho các em nó biết thế nào là thơ, bởi vì con cóc nó cái ngồi trong góc ấy. con cóc nó ngồi trong góc. Đó là những cái tuổi trẻ nó vâng. Ngồi xuống hang cái gì đừng la lớn, nó ngồi xuống hồ xuống hang đó. Con cóc nó ngồi trong góc, nó xoay cái lưng ra ngoài, ấy là con cóc. Con cóc nó ngồi trong góc, nó xoay cái lưng ra ngoài, ấy là cóc con, phải không cô? Đúng rồi. Dạ. Thế thì đó là cái tuổi thơ của nó. Với lẽ là hồi cô nhớ là cô đi học đó, dạ. Thì cứ nói là làm người ta sinh trên đời quý hơn mọi vật, vì có tinh linh, tai mắt thông minh, óc tim trí tuệ, ngũ quan đẹp đẽ, hình dáng tốt tươi, khác hơn những loài muông chim cầm thú. Đấng thần ông thánh có biết đường tu mới được kính trọng. Thằng dại đứa ngu là hồi xưa Việt Nam là kêu ấy, mấy người ngu là kêu thằng, kêu con chứ không có kêu rằng là chị hay anh. Thằng dại đứa ngu bởi không chịu học. Ta nay thơ ấu phải chịu khó học, khỏi mang tiếng ngu. Học đủ các lẽ cố theo kịp người, kẻo những bạn cười là người vô học. Học lễ phép, nhân cách làm người, trước cần lễ phép. Thân thể xinh đẹp, hỗn láo là hư. Ta nên phải chừa những điều sức não, nếu ta không chữa ai cũng ghét chê. Không nên bẻ mép khi nói khi đùa, phải dạ phải thưa kẻ trên truyền bảo. Chớ có hỗn láo hàng xóm chê cười, mà anh em đùa chơi thì phải cho tử tế. Thì cô thấy rằng là khi mà mình mới có đi học vỡ lòng thôi, mà ở nhà trường đã dạy cho mình những cái thế nào là lễ phép, và đã dạy mình biết kính trên nhường dưới, rồi biết thương yêu những người. Cô nhớ là cô hồi xưa đó cô thích cái bài cái gì thấy ai đói rách thời thương, rách thường cho mặc, đói thường cho ăn. Rồi là cái bài đó là thương người như thể thương thân. Nhưng mà người ta phải cái gì khó khăn đến nhà vậy, đồng tiền bát gạo mang ra, rằng đây tầm tiệm gọi là làm duyên. Nay ta ở chốn bình yên, gặp người nghèo khó phải thương nhau cùng. Đó. Thì cô cũng muốn rằng là đem cái chương trình này lên trên đài. Cô không có thể tưởng tượng rằng cái chương trình tuổi thơ này lên đài, cô được nhiều người gọi cho cô. Ồ vậy. Cô được rất nhiều những vị trung niên gọi cho cô, và những cái vị đó rất là xúc động. Nói không có thể tưởng tượng đâu, là một vị đã cao niên rồi mà đem tâm huyết ra để đi mà đi sưu tập để nói nên những cái bài cho các tuổi thơ mà hầu như là chính các quý vị đã lãng quên rồi. Ồ, vâng, cái đó là một điều rất là đáng mừng. Trong cái tuần vừa rồi thì con hy vọng rằng sắp sửa trung thu tới rồi thì mình cũng, cô có nghĩ là mình mời kêu gọi các em trẻ đến để có cái ngày mà đó cô đang là đèn này kia đó, cô đang là trong cái đầu cô phải nghĩ đến các em nhiều hơn, bởi vì mình người ta nói rằng là nhân chi sơ tính bản thiện. Các em nó mới sinh ra mình hễ như một tờ giấy trắng, hễ mình vẽ đỏ thì nó sẽ đỏ, mình vẽ xanh nó sẽ xanh, và nếu mà mình vẽ một cái màu không có
không có đẹp thì chắc chắn là thì mình chắc rất chắn là... ân hận. Dạ, đó. Vâng. Và khi mà cô được cái sự khuyến khích này, hôm trước thì cô nói về thơ tình yêu đó, dạ, thì vâng. cũng nhiều vị thích lắm. Nhưng mà cô không có thể tưởng tượng rằng cái chương trình mà cô chỉ mới có ngâm có một cái khúc thơ cho tuổi trẻ rất là ngắn thôi, dạ, vâng. mà được chú ý như vậy. Thì dạ. ra cô cố gắng đến cô mong rằng cái kỳ trung thu này đó, dạ. cô sẽ đi tìm tòi. Rồi cô đi học hỏi để dạ, cô làm vậy. Cái buổi Tết Trung Thu này cho các em. Chẳng dạ, hạn vậy. Như là bóng trăng trắng ngà, có cây đa to, có thằng quậy già ôm một mối mơ. Quậy ơi, ta nói quậy nghe, ở trên trăng cũng... mãi làm chi? Cái gì cả chúng em cái gì có muốn chơi trăng thì bây giờ cô đang là nhờ người để đi tìm mấy cái bài hát ở trên mạng chứ cô không có thuộc. Dạ. Đó, rồi... cô tìm được một bài thơ về trăng. Oh. Bài thơ đó gọi hy vọng rằng cái bài thơ đó là bài thơ Trăng Đất Khách. Trăng Đất Khách. Dạ. Yeah. Thì hôm đó cô sẽ diễn ngâm cái bài thơ Trăng Đất Khách này. Yeah. Và mỗi một lần đó cô đến Trung Thu mà cô ngâm cái bài thơ này đó thì yeah. nhiều người xúc động lắm. Yeah. Rất là nhiều người xúc động. Nhưng mà cô không có nghĩ rằng là nó sẽ nhàm chán, bởi vì một năm mới có một ngày Trung Thu, một ngày Trung Tết Thu các em, nó yeah. ngày Tết cho các em. Nhưng yeah. mà cô thích cái là bây giờ không biết là làm sao đi mua đồng đèn, cái đèn Trung Thu, cái đèn ông sao, đèn cá chép, rồi đèn bướm bướm. Đèn bướm bướm, rồi yeah. không biết là đi đâu mua bướm bướm mà cá chép bây giờ không biết là trên nếu có mà không anh à? Nếu mà anh điện mà giúp thì con sẽ góp cái ý với anh Điện, là anh Điện có thể giúp mình làm mấy cái lồng đèn cô. Ôi giời ơi, nếu mà anh Điện mà anh ấy làm được mấy cái lồng đèn này thì không, thì gọi con, là theo là, con là, nghĩ là bây giờ có một cái khung xong cái mình vẽ thành cái hình con bướm. Cái mình đóng đinh hết cái vòng cái hình con bướm xong mình lấy dây kẽm mình quấn theo cái hình con bướm đó. Cái mình làm cái khung bằng tre, nhưng mà cái khung ở ngoài con bướm á thì làm bằng thép với cô, thì mình buộc nó vô, thế mình mua giấy bóng kiến màu đỏ, đây là màu xanh, này màu vàng, cái mình dán cái này nó vô. Cô nghĩ rằng phải mấy cái người hàng mã đó họ mới khéo tay họ làm được, chứ còn chắc chắn mình không làm được. Vâng, đâu. Thì con nghĩ là con cố gắng, con cố gắng cô, nhờ. Cô hy vọng là mình sẽ, cô đã mua một số áo yeah. cho các em á, là áo dài, xong khăn đóng. Khăn đóng. Rồi, cô đang tìm mấy cái áo cho con trai đó, con trai rồi đó, áo dạ. rồi là mặc quần trắng rồi đi giày tây rồi kia rồi nghĩa là cũng xứng xính trong dạ. cái bộ y phục dạ, vâng. để làm cho các em mỗi một lần nó để em hồi tưởng lại thế nào là Trung Thu và các dạ. em mong cho mỗi một năm các em mong cho cái Trung Thu nó trở lại. Dạ, nó sẽ mau đến với các em hơn. Đúng quý rồi vị. Cũng dạ. như các em ngày xưa ở bên Việt Nam các em mong cái Tết nó đến để các em được tiền lì xì, với rước đèn, đục đèn đi vòng vòng Tết Trung Thu, rước đèn đi chơi. Không, Tết Trung Thu là các em được ăn bánh này rồi dạ, rước vâng, đèn. Rước đèn. Nhưng mà dạ. các em mong đến Tết Nguyên Đán để các em mặc y phục dạ. đến chúc tuổi cho các ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại rồi dạ. cho cha mẹ, cho cô, chú gì dạ, ở vâng. Việt Nam mình nó có cái truyền thống như vậy. Dạ. Thì ra cô có lẽ lúc này đó từ cái hôm mà khán giả gọi cho cô nói về cô lưu tâm đến các em, có lẽ cô thấy rằng là mình cần phải là nghiên cứu về nói về các em, các về em nhiều hơn. Yeah, chẳng hạn ông. Như là cô ngày xưa đó cô đi cái gì cô đi học đó yeah. thì cái gì học lễ phép học lễ phép nhân cách làm người trước cần lễ phép là yeah. cô thích lắm, thân thể xinh đẹp phổ não là hư thì cô thấy là đúng rồi, nếu mà các cụ đã nói rằng cái nết đánh chết cái đẹp mà vâng. thân thể mà xinh đẹp thì phổ não là hư, cứ bỏ đi thôi, người ta bảo đánh cái nết đánh chết cái đẹp, mà các em có mặc đồ đẹp đi chăng nữa mà cái nết các em không có thì kể như cũng như là bỏ hết. Đúng rồi, vậy cho nên làm sao mà mình phải đưa các em gọi là trở về nguồn dạ cái gì cây có cội nước có nguồn yeah. và mong làm sao đó cho các em cái gì biết được cái bài hát yeah. làng tôi có cây đa cao ngất từng xanh, làm sao mình phải tả được cái làng nó có cây đa yeah. như vậy, và có cao ngất từng xanh, có sông sâu mà những vườn quanh êm xuôi về nam,
Đó, mình bây giờ mình phải sưu tầm những bài hát đó và để mình nói lên cho các em biết rằng đó, quê hương Việt Nam khi mà vào đến đầu làng á thì báo hiệu cho là có cây đa. Có cây đa. Rồi ở bên cạnh cây đa thì thường thường có cây đình. Có cây đình. Rồi có một con đường đi vào trong làng. Yeah. Và hai bên có lúa. Có lúa, dạ. Yeah. Thì các em nó mới thấy được cái quê hương Việt Nam đẹp. Yeah. Và nó mới mong một ngày nào đó một ngày các em nào về. Đó nó về được quê hương chính tận mắt, nó nhìn thấy quê hương yeah. Việt Nam yêu dấu của chúng đẹp như thế nào. Yeah. Như là cô còn nhớ đó cái gì Châu ơi ta bảo Châu này Châu ra ngoài ruộng Châu cày với ta cày cấy vốn nghiệp nông gia ta đây Châu đấy ai mà quản công nửa yeah. mai nửa chín đầy đồng thì còn ngọn cỏ để phần Châu ăn yeah. nó những cái câu yeah, nó chỉ đơn sơ như vậy thôi mà cô thấy các em á nó rất là nói lên cái nó rất hình dung ra được cái cảnh là đồng quê ngay là có yeah, con trâu rồi mà thường thường những họa sĩ vẽ ra thì cô thấy rằng vẽ cái con trâu vâng có con trâu rồi có xong rồi em bé ngồi lên trên con trâu trên cần để chở cái sừng con trâu có khi còn thổi sáo nữa yeah. tiếng sáo mục đồng đó yeah. Thì ra cô ước mong rằng cái chương trình này không phải là chỉ có ngâm thơ mà chỉ có hát quan họ hay là chỉ có hát ca trù yeah, vâng. Mà cô còn muốn đi xa hơn nữa là cô cố gắng cô mong rằng rất nhiều người vì tâm hồn nghệ sĩ để tham gia cái chương trình thi ca Việt Nam này yeah. Và cô còn ước mong sao mình sẽ có một cái kịch thơ yeah, mình vâng. mình không diễn được bằng ngâm nhưng mà mình cũng có thể nói lên những cái vai yeah. để cái thấy rằng của... là Việt Nam mình những cái nguồn thơ nó phong phú như thế yeah. nào và nó đáng yêu ở cái chỗ nào. Yeah. Thưa quý khán giả, chương trình thi ca thì tạm dừng một đôi phút và sẽ xin quý vị đừng có rời màn ảnh và chương trình sẽ trở lại trong phần quảng cáo.